Các thành viên nhóm Báo Sạch và Trương Châu Hữu Danh bị truy tố. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ vừa ban hành cáo trạng truy tố Trương Châu Hữu Danh và các đồng phạm trong nhóm Báo Sạch. Các bị can bị truy tố gồm Trương Châu Hữu Danh sinh năm 1982, trú tại thành phố Tân An, tỉnh Long An, Nguyễn Phước Trung Bảo sinh năm 1982, trú tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Đoàn Thiên Giang sinh năm 1985, trú tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thanh Nhã sinh năm 1980, trú tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thế Thắng sinh năm 1982, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, được quy định tại khoản 2, điều 331 Bộ Luật Hình sự, với khung hình phạt từ 27 năm tù. Bị can Thắng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, còn 4 bị can Danh, Bảo, Nhã, Giang đã bị bắt tạm giam trước đó. Thu lợi ích về kinh tế với tổng số tiền khoảng 2,83 tỷ đồng. Theo cáo trạng, tháng 8/2019, Trương Châu Hữu Danh cùng Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang, Lê Thế Thắng và NDNTOP tạo trang fanpage Báo Sạch Group làm Báo Sạch và kênh YouTube BS Channel để viết, đăng tải 47 bài viết, video các chủ đề nóng được dư luận quan tâm trên mạng xã hội Facebook. Sau đó, các thành viên góp ý trang được đổi tên thành Báo Sạch và có các bài viết đầu tiên về công ty Asanzo. Tuy nhiên, các bài viết này gây mâu thuẫn trong nhóm nên ngày 18/9/2019, ND và NTOP tự rời nhóm Báo Sạch. 5 thành viên còn lại, trong đó Nguyễn Phước Trung Bảo, Trương Châu Hữu Danh, giữ vai trò quản trị viên, Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Lê Thế Thắng giữ vai trò biên tập viên. Tháng 3/2020, Danh đến gặp một số người dân ở ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, thành phố Cần Thơ bị ảnh hưởng bởi dự án khu đô thị mới Thới Lai do công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Cadip làm chủ đầu tư. Tại đây, Danh xưng là nhà báo đến thu thập thông tin, viết bài để bảo vệ quyền lợi của người dân. Lợi dụng thời điểm một số người dân đang bức xúc do bị ảnh hưởng bởi dự án, Danh đã viết 32 bài viết và thực hiện 29 video clip đăng công khai trên trang Facebook Trương Châu Hữu Danh và fanpage Trương Châu Hữu Danh. Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ, các bài viết và clip do Danh thực hiện có tư tưởng mang tính phản động, đi sâu khai thác những thông tin có nội dung không phù hợp với lợi ích đất nước, xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân. Nhiều bài viết quy trục, suy diễn một chiều nhằm tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của các cá nhân là lãnh đạo các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội các cấp, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Tổng số bài được viết và đăng trên trang fanpage Báo Sạch và group làm Báo Sạch là 47 bài, trong đó Nguyễn Phước Trung Bảo viết đăng 17 bài, Trương Châu Hữu Danh viết đăng 7 bài, Nguyễn Thanh Nhã viết đăng 5 bài, Đoàn Kiên Giang viết đăng 14 bài, Lê Thế Thắng viết đăng 1 bài. Ngoài ra, 5 bị can đã nhận hợp đồng làm truyền thông, quảng cáo cho các doanh nghiệp để thu lợi ích về kinh tế với tổng số tiền khoảng 2,83 tỷ đồng. Số tiền này đã được các bị can chia nhau tùy theo công sức đóng góp. Cụ thể, Danh hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng, Bảo 410 triệu đồng, Giang 250 triệu đồng, Nhã 245 triệu đồng, Thắng 260 triệu đồng. 5 bị can đều thừa nhận hành vi. Quá trình điều tra, cả 5 bị can đều thừa nhận hành vi của mình. Sau khi Trương Châu Hữu Danh bị bắt, Bảo, Giang, Nhã lần lượt đều rời nhóm và Thắng đã thao tác xóa fanpage Báo Sạch, kênh YouTube BS Channel và tự thoát ra khỏi group làm Báo Sạch. Do thời hạn điều tra đã hết, cơ quan điều tra mới chỉ làm việc được với 28 doanh nghiệp cá nhân liên quan. Vì vậy, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ đối với các doanh nghiệp còn lại, nếu có dấu hiệu của tội phạm thì tiến hành khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo cáo trạng, các bị can đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để viết, đăng bài, video clip, sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật, tiêu cực một chiều để đăng tải, phát tán công khai lên mạng xã hội Facebook, kênh YouTube. Qua đó, hướng dư luận theo ý thức chủ quan, làm cho người đọc hiểu nhầm, hiểu sai sự thật, tạo điều kiện cho các phần tử lợi dụng tham gia bình luận tiêu cực, kích động, lôi kéo một bộ phận nhân dân có nhận thức lệch lạc tham gia chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Việc làm của các bị can làm ảnh hưởng đến vai trò quản lý đất nước, quản lý nhà nước tại các địa phương, gây hoang mang, nghi ngờ, làm mất ổn định về lòng tin trong nhân dân đối với nhà nước, chính quyền các cấp trong việc quản lý các mặt đời sống xã hội. Đối với một số văn bản đóng dấu, mật tối mật có dấu hiệu của tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài.
Liệu bí mật nhà nước mà cơ quan điều tra thu giữ trong quá trình điều tra vụ án, do tính chất phức tạp của vụ việc nên cơ quan điều tra tách hành vi có dấu hiệu của tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước nước cùng đồ vật tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ. Nếu có căn cứ thì tiến hành khởi tố điều tra, xử lý trong một vụ án khác. Thông tấn xã Việt. Kết thúc bản tin này, chúng tôi kính chúc quý vị và các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ, an lạc, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong bản tin sau.